phong sương chưa lần bước ba tháng dài được là bao. Ôi em lại khóc, bàn tay xin níu lại xin thời gian chưa qua mau. Ngày xa thành phố nỗi vui cùng nỗi buồn đầy ấm ba lô nặng. Bám hàng trong chung đưa nghiêng vai ngồi tiếc nuối đưa khoanh tay nhìn trời. Giờ không gian thì lại cách xa ngút ngàn rồi em. Ở đây là không quan được tiếng các bác nhá. Ấn vào thì bắt đầu quan được tiếng này. Khi các bác ấn vào đèn đỏ này nó quan được tiếng này. Đấy. Khi quan được tiếng thì các bác có thể sử dụng là chúng ta tăng chép này. Tăng bát này. Nói chung là sử dụng quan được tiếng này thì các bác điều chỉnh rất nhanh. Muốn tăng bát lên cũng rất là dễ. Và muốn tăng chép cũng rất là dễ. Khi mà cái nút đỏ này, các bác vặn nút đỏ này nhả ra là không quan được tiếng này. Đấy, đây là không quan được tiếng thôi nhé. Quý vị các bác vừa được em test hai chiếc máy đựng tiếng này cho hai khách hàng. Này, hai khách hàng. Đây là anh Nguyễn Văn Thân có địa chỉ ở La Chữ Trung, phường Chữ Trung, xã Hương Trà, thành phố Huế. Một anh nữa ở Hà Nam. Thì với hai chiếc máy đựng tiếng này giá của nó là 1.500.000 thôi nhé, 1.500.000. Và các bác có thể được test hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Tức là các bác test ok và kiểm tra đúng hàng chính hãng thì các bác mới thanh toán tiền. Với những chiếc máy đựng tiếng này thì nó là thuộc dòng máy đựng tiếng của hãng Teleotic và với phiên bản mới nhất hiện nay CB600 Pro. Như quý vị các bác vừa được test qua chất âm ấy, thì các bác có thể biết là với test cùng một chiếc cục đẩy FP10000Q, dòng cục đẩy bãi xịn này, dòng này thì công suất của nó 1.300W một kênh. Với chiếc cục đẩy này thì công suất nó rất là khủng các bác nhá, rất là khủng khiếp này, rất là khỏe. Mỗi một kênh các bác có thể đánh được một quả xúc kép hoặc là một quả 725 này, phono 40 nó đánh dư tải luôn. Thì dòng này nó chạy mạch class TD tiếng nó cực kỳ là hay này. Với những chiếc cục đẩy này, dòng này mạch của nó class TD tiếng cực kỳ là hay. Nhưng mà nếu mà qua nâng tiếng thì tiếng nó sẽ còn hay nữa thôi nhá. Thì các bác sử dụng những chiếc máy nâng tiếng này, các bác thêm có 1.500.000 nữa thì các bác cải thiện được là cái tiếng nhạc của nó khác rõ ràng hoàn toàn thôi nhá. Ở đây nó chỉ có 4 cái điều khiển của 4 của một kênh, hai kênh là 8 nút điều khiển, còn kênh này bên này nó là kênh súp thì các bác nhá. Đấy, kênh súp. Đấy thì không nói. Và với mỗi một cái này điều khiển chúng ta rất là dễ. Đây là low mic, tức là tăng giảm của phần bass, và cái này là tăng giảm phần check. Đấy thì một cái đầu cái cuối này, một kênh này, và khi sử dụng các ấn vào thì nó mới qua được tiếng này. Thì muốn tăng giảm check chúng ta chỉ tăng lên, và muốn tăng giảm bass chúng ta chỉ tăng lên. Còn hai cái nút này các bác có thể tầm 12 giờ, một cái là tune đấy, một cái là chọn chế độ nhạc, thì các bác có thể tầm 12 giờ. Cái này chỉnh nó không hiệu ứng mấy đâu các bác nhé. Nói chung là không thấy hiệu ứng mấy, chủ yếu là phần bass phần check, chung rất dễ điều chỉnh. Và đặc biệt thì dòng này nâng tiếng thì các bác có thể là dụng cắt súp ở đấy, cắt súp ở trên nâng tiếng này nó cắt rất là tốt, và đây là volume của súp. Thì các bác có thể sử dụng súp điện hoặc súp hơi đấy, ở cái phần outpad. Nói chung là cực kỳ dễ sử dụng. Và đằng sau thì ở đây thì này sẽ rất quay cho bác xem, các bác sử dụng nó dễ này. Đấy, rất đấu một chiếc thôi để các bác về có sử dụng nó dễ. Đấy. Đằng sau này nhá. Thì đường vào của nó các bác để ý nhá. Đường vào là đằng có đường in này. Đấy. Đường in của nó bằng hai lớp trắng thôi nhá. Đường vào hai lớp trắng và đường ra là hai lớp đỏ thôi nhá. Để chúng ta sử dụng bằng AV này. Thì các bác nếu mà ghép vào hai lớp trắng là ra hai lớp đỏ. Còn các bác có thể sử dụng bằng jack Canon. Đấy. Các bác sử dụng jack AV nó dễ sử dụng. Đấy. Cứ vào hai, vào in và ra là out. Thì các bác lấy tín hiệu từ TV xuống nâng tiếng này, và lấy đường ao từ nâng tiếng này vào đẩy là xong rồi nhé. Vào đẩy là xong. Đấy. Nói chung rất dễ sử dụng.
Thì với những chiếc máy nâng tiếng này giá thành cực kỳ hợp lý, hàng chính hãng, các bác mua hàng chính hãng và giá thành rất hợp lý thì các bác chơi. Thì giá thành còn 1.500.000, các bác có một thiết bị có thể là nó bổ sung cho phần được nghe nhạc rất tốt quá nhá, rất tốt, hàng chính hãng. Hình thức những chiếc đẩy, những chiếc nâng tiếng này giờ nó bản vờ đồ nó rất đẹp đấy, màu nó dạng màu huy, các bác phối vào với bộ dàn thì nhìn nó cũng rất là đẹp nhá. Rồi một lần nữa rất là cảm ơn các bác đã theo dõi video, các bác đừng quên là đăng ký kênh và nhớ vào ấn nút chuông để chúng ta có thể cập nhật được những video clip mới nhất cửa hàng em đăng tải, báo giá cụ thể các bác với những hàng chính hãng và hàng bãi quá nhá. Rồi xin chào các bác.